Và sau đây kính mời quý vị cùng theo dõi bản tin cuối ngày cùng với ký giả Nguyễn Văn Khanh. Kim Như và Hoàng My xin kính chào anh Khanh. Dạ vâng, và một lần nữa từ Washington, tôi là Nguyễn Văn Khanh. Cũng xin gửi lời chào đến hai bạn Hoàng My và Kim Nhung. Và không quên gửi lời chào đến quý vị khán thính giả của SBTN. Tôi nghĩ rằng là khi mà người ta lớn tuổi thì người ta hay nhớ về cái quá khứ. Không biết là điều đó có đúng không, nhưng mà rõ ràng là năm nay tôi 72 tuổi rồi. Và lúc nào tôi cũng nghĩ đến cái chuyện cũ cả. Tôi năm tuần lễ này ở Việt Nam, bạn bè tôi bảo là các em đi học, đây là những tuần lễ đầu tiên của một mùa của một niên học mới. Tuy nhiên tôi nhớ lại cái câu chuyện của 50 năm trước đây, cũng vào khoảng giờ này là chúng tôi bắt đầu đặt chân vào lớp, lần đầu tiên làm nghề gõ đầu trẻ, lần đầu tiên được gọi là thầy. Tôi phải công nhận là tôi hãnh diện vô cùng. Bây giờ đến giờ phút này 50 năm sau mà vẫn còn nhớ lại những cái điều đó. Tôi có một anh bạn, anh ấy ở San Jose, anh tên là anh Chí. Anh Chí anh gọi tôi, anh bảo chứ Khanh à, cậu có nhớ là 50 năm trước đây chúng ta hứa với nhau một cái điều gì không? Tôi bảo nhớ chứ. Anh em chúng tôi khi mà rời khỏi sư phạm Sài Gòn, chúng tôi hứa với nhau một điều là chúng tôi sẽ không bao giờ đánh học trò. Và tôi phải thú thật với lại hai chị và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, anh em chúng tôi cho đến bây giờ vẫn giữ cái lời hứa đó. Không những là không đánh học trò, không đánh con và không mắng cháu. Tôi thấy là đó là một cái điều mà thú thật với tôi là một cái điểm tôi rất là tôi hãnh diện. Anh Chí anh bảo với chứ ngày xưa anh em mình nhìn thấy là bố mẹ đánh con, là chúng ta nhìn thấy học trò bị thầy giáo, cô giáo đánh, ra chúng ta phải có một cái lời hứa nào đó. Mà cái lời hứa làm sao để mình cái tôn trọng cái cậu học trò, cái cô học trò của mình. Bởi vì nên nhớ rằng là học trò của mình mà ở tỉnh thì là họ có thể họ sắp sửa đi lấy chồng, thì ra là không có thể là vì lý do đó mà có thể đánh người ta được. Và quả thật chúng tôi đã làm được cái điều đó. Và cho đến giờ phút này tôi cũng hãnh diện. Nhưng mà không phải là tôi chỉ hãnh diện về cái thời gian mà tôi đi dạy học không thôi, mà đôi khi tôi còn nhớ lại những cái tuổi, những cái lúc mà tôi còn bé nữa cơ. Tôi phải thưa với lại hai chị, thưa cùng với lại quý vị khán thính giả của SBTN một điều như thế này. Dường như là người Việt Nam nào lớn lên là cũng đều yêu âm nhạc và đều trở thành những nhà thơ. Cái lý do là rất là dễ hiểu. Ngay từ thuở bé chúng ta lớn lên là với lời ru của mẹ. Và những cái bài ru của người mẹ nó vừa mang cái âm hưởng của một cái bản nhạc, vừa mang cái âm hưởng của một bài thơ. Thật ra tôi thấy là Việt Nam mình thi sĩ rất là nhiều, nhạc sĩ cũng nhiều, và tất cả mọi người đều mơ ước có ngày chúng ta trở thành ca sĩ. Năm nay tôi 72 tuổi và cũng phải thưa với chị Kim Nhung và chị Hoàng My một điều là đôi khi tôi cũng ước mong là ước gì mình được làm ca sĩ. Bởi vì rõ ràng là mẹ mình ru, khi mình nghe cái lời ru của mẹ thì đó là một cái tiếng hát. Tức là chúng ta chào đời bằng một tiếng khóc, nhưng mà chúng ta lớn lên bằng cái tiếng hát, lớn lên bằng cái lời ru của mẹ. Và không có một cái lý do gì mà chúng ta không có thể trở thành ca sĩ được. Thành ra đó cũng chính là một cái lý do mà bạn tôi bảo rằng là sau này thì người Việt Nam ai cũng thành ca sĩ cả. Tôi bảo đúng, cái đó rất là đúng. Lý do là tại sao chúng ta đã lớn lên với lời ru, lớn lên với tiếng hát, và cái tiếng hát là những cái bài thơ. Thành ra nên nhớ một điều là người Việt Nam mình là ai cũng là ca sĩ và ai cũng là thi sĩ. Và đặc biệt là anh em chúng tôi, anh em sư phạm Sài Gòn khóa 10, thì chúng tôi là những ông thầy giáo, những cô giáo không đánh học trò. Và chúng tôi đã giữ được cái lời hứa đó. Đến sau này khi có gia đình thì không đánh con và không mắng cháu. Đó là cái câu chuyện mà tôi xin được gửi đến quý vị khán thính giả, chia sẻ một phần nào cái tâm tình của mình 50 năm sau ngày ra trường, 50 năm sau ngày bắt đầu bước chân vào lớp học và trở thành một thầy giáo thật sự. Thôi thì bây giờ xin được trở lại studio ở California với lại hai bạn Kim Nhung và Hoàng My. Anh Khanh ơi, bây giờ mà ở cái tuổi Hạc mà ước mơ thành ca sĩ không có khó đâu. Đã có chương trình Tiếng Hạc Vàng. Cho nên không cần phải mơ ước là chúng ta trở lại thời xưa để mà trở thành ca sĩ nữa anh ha. Và bây giờ anh Khanh phải ghi danh Tiếng Hạc Vàng nhé. Hy vọng là năm 2024 đúng không chị? Đúng rồi, là có thí sinh Nguyễn Văn Khanh. Không, tôi thấy là bạn bè của tôi bây giờ hát hay lắm. Tôi phải thú thật là như vậy. Nhưng mà khi mà nói đến Tiếng Hạc Vàng, cho tôi một phút nữa nhé. Khi mà chúng ta nói đến Hạc Vàng thì chúng ta đừng quên là Tiếng Hạc Vàng là những cái giọng hát mới bắt đầu xuất hiện. Nhưng mà đó là cái giọng hát cũng ngọt ngào chẳng khác gì
những cái giọng hát của những ca sĩ thật sự. Tôi kể cho chị nghe là cách đây một tuần lễ tôi đi chùa, tôi gặp chị Thanh Tuyền. Chị Thanh Tuyền gặp tôi bảo: Khanh phải không? Nói dạ thưa chị, em Khanh. Cái chị Thanh Tuyền hỏi vậy chứ: Khanh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Nói dạ thưa em 72 tuổi. Cái chị cười chị bảo tôi rằng là: Như vậy là em thua chị 5 tuổi. Chưa tưởng tượng. Đó là tiếng hạc vàng. Tiếng hạc vàng không có nghĩa tức là người phần phải là mới bắt đầu xuất hiện, mà ngay chính bây giờ chúng ta những cái tiếng hát mà đã sống với chúng ta trong nửa thế kỷ vừa qua, đó cũng là những cái tiếng hạc vàng. Để ra cái chữ tiếng hạc vàng, cái chữ tuyệt vời, thưa với lại chị Kim Nhung. Dạ vâng, cảm ơn anh đã chia sẻ trong cái câu chuyện đầu tiên. Và thưa với anh, vài giờ đồng hồ trước đây thì Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã lên đường đi Ấn Độ để tham dự thượng đỉnh G20. Như vậy theo anh thì thượng đỉnh G20 năm nay có điểm nào đáng chú ý? Tôi thấy thưa với anh là, thưa với lại chị là, tôi thấy một cái điều là như thế này. Tôi thấy rằng là kỳ này đó, cái điểm chú ý nhất là mang danh nghĩa là G20, thượng đỉnh G20. Nhưng mà chỉ có ông Modi là ông chủ nhà, là ông thủ tướng Ấn Độ. Rồi là Tổng thống Hoa Kỳ là ông Joseph Biden. Và vắng đi hai người, vắng đi ông Tập Cận Bình và ông Vladimir Putin. Ông Tập Cận Bình là xếp sòng của Trung Quốc và ông Putin là xếp sòng của nước Nga. Hai ông này không muốn xuất hiện. Tôi nghĩ là lý do rất là dễ hiểu. Cả hai ông đều không muốn gặp ông Biden, mặc dù là gặp nhau ở tại trên đất Ấn Độ. Ông Biden thì tôi tin là ông Biden muốn gặp ông Tập Cận Bình, chắc chắn, bởi vì lý do là tại sao ông muốn nói chuyện với ông Tập Cận Bình. Và ông đã từng bảo rằng là thế nào là ông cũng sẽ gặp ông Bình, ông Tập, rồi sau đó ông sẽ nói chuyện với ông Tập, về muốn giải quyết các mối quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh. Nhưng mà rất tiếc thì này là không có cả ông Tập, lại không có cả ông Putin. Thật ra tôi thấy là cái thượng đỉnh G20 năm nay nó không có nặng giống như đặng ký như là những thượng đỉnh trước đây, bởi vì lý do là không có cả ông Nga lẫn ông Trung Quốc. Tôi thấy đó là cái điểm đặc biệt nhất, thưa với lại chị Kim Nhung. Thưa chú, theo nghị trình thì các nhà lãnh đạo có mặt ở Ấn Độ sẽ bàn thảo về nhiều vấn đề, từ thiếu hụt thực phẩm, bảo vệ môi trường cho đến cuộc chiến ở Ukraine. Thì với vai trò của Hoa Kỳ đối với các vấn đề trọng đại này như thế nào thưa chú? Tôi nghĩ là Hoa Kỳ sẽ đóng một cái vai trò rất là quan trọng. Nên nhớ rằng là khi mà chúng ta nói vấn đề thực phẩm, thiếu hụt thực phẩm thì rõ ràng là cái cuộc chiến của Ukraine, của chiến Nga gây nên cũng đã ảnh hưởng rất nhiều đến những cái tuyến đường thực phẩm của thế giới, đó là điểm đầu tiên. Cái điểm thứ nhì nữa là bởi vì chiến tranh, thật ra thì thấy là ngày xưa đó thì là người ta lo trồng ngũ cốc, rồi là lúc mà còn hòa bình là ở khu vực này là chuyên chở cho khu vực khác, quốc gia này chuyên chở cho quốc gia khác, ở châu này là đưa cho châu khác, chẳng hạn như châu Phi chẳng hạn là như vậy. Nhưng mà bây giờ thì nó vấn đề nó thiếu hụt thì đương nhiên là cần phải đến cái vai trò của nước Mỹ, chắc chắn 100% là như vậy. Rồi là chị vừa mới nói là mấy ông cũng sẽ bàn đến cái chuyện là về vấn đề khí hậu, mặt đất ấm dần, tức là vấn đề bảo vệ môi trường. Khi mà nói đến chuyện môi trường thì đương nhiên là lại phải nói đến Hoa Kỳ, và đương nhiên là phải nói ông Joseph Biden. Tôi nghĩ rằng là các ông tổng thống dân chủ là các ông mê cái vấn đề bảo vệ môi trường lắm. Thật ra ông nào cũng sẽ hứa hẹn là sẽ tốn rất là nhiều tiền, vân vân. Rồi lại còn cái một cái chuyện nữa là cái chuyện cuộc chiến ở Ukraine đã kéo dài, có như là tôi cũng thật có vẻ dài quá rồi, nhưng mà cũng chưa đi đến đâu cả, chưa có thấy là cái ánh sáng cuối đường hầm, cái ánh sáng hòa bình chưa ló dạng ra. Tôi thấy là những cái chuyện đó là đương nhiên là những cái chuyện đó là phải nói đến, và nó là một cái gánh nặng cho nước Mỹ và gánh nặng cho Joseph Biden. Lý do là tại sao, thưa với lại chị Hoàng My, là chị nên nhớ rằng là chắc chắn là những cái chương trình đó người ta cũng đang chờ đợi để nước Mỹ sẽ tặng cho chỗ này là một vài trăm tỷ, chỗ kia vài trăm tỷ. Chưa kể đến cái chuyện là chẳng hạn như là Ukraine là chúng ta cứ bơm hết tỷ này đến tỷ khác trong suốt bao nhiêu tháng trời vừa qua. Thành ra là bởi như vậy, bảo là chị họ đặt câu hỏi rất hay là cái vai trò của Mỹ như thế nào. Mỹ vẫn là cái đứng đầu trên thế giới về cái chuyện đó, đương nhiên là như vậy rồi, thưa với lại chị Hoàng My. Dạ vâng, thưa anh, sau Ấn Độ thì ông Joe Biden cũng sẽ đi Hà Nội và sẽ loan báo cái mối quan hệ chiến lược mới giữa hai quốc gia. Thì cái giới quan sát chính trị Washington đã nói gì về quan hệ chiến lược mới giữa hai quốc gia này, thưa với anh? Tôi thấy là ở Washington người ta kể cho nhau nghe rất là nhiều chuyện. Người ta kể cả chuyện là có một lần là ông đại sứ Hoa Kỳ ở tại Việt Nam, ở tại Ấn Độ, ông vào Sài Gòn
Và ông khi mà ông nói chuyện với lại những người quen ở Sài Gòn, thì ông bảo rằng là nước Mỹ với lại Việt Nam giống như là một đôi uyên ương, hai đứa đã yêu nhau lâu lắm rồi mà tại sao gia đình cứ thắc mắc là sao hai đứa này nó không chịu làm đám cưới. Thì bây giờ là cái chuyến đi mà của ông Joseph Biden là cái chuyện người ta ví von đây là cái đám cưới của một cặp tình nhân đã biết nhau, đã sống với nhau rồi là giận hờn có, ghen tuông có đủ mọi thứ cả, và cho bây giờ lại hai nhà lên một, người ta họ coi đây là một cái trường hợp rất là đặc biệt. Nhiều người bảo với tôi như thế này, và là nếu mà nói rằng là cái đám cưới này đây là cái ước mong của ông Biden của nước Mỹ từ lâu rồi, nước Mỹ bảo chúng ta ông phải nâng quan hệ lên rồi là chúng ta sẽ trở thành những quốc gia thân 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 thiết nhất với nhau. Thì ông Mỹ đã từ lâu rồi đã đòi hỏi cái điều này, nhưng mà đến ngày hôm nay thì ông mới đạt được. Tôi thì tôi thấy là ông mai mốt thì là ông Joseph Biden ông bảo vệ chứ ông Clinton của Đảng Dân Chủ 1995 là cái người thiết lập lại cái quan hệ ngoại giao với lại Việt Nam, nhưng mà ông bảo rằng là chính ông là cái người đã thúc đẩy Việt Nam để Việt Nam đồng ý là lên tăng cường cái mức quan hệ, cái mức đối tác chiến lược gia quốc gia lên ở cái tầm cao nhất. Và tôi cũng nghĩ một cái điểm rằng là đương nhiên là cũng phải kể đến cái chuyện của Việt Nam. Việt Nam là người ta cứ hay bảo là ở Việt Nam sợ Trung Quốc, Việt Nam âu lo về cái áp lực và phía Bắc Kinh gây nên. Nhưng mà rốt cuộc sau thì thấy cái kỳ này thì Việt Nam đã làm một cái chuyện hoàn toàn mới. Tức là chúng tôi e ngại, quý vị thì chúng tôi e ngại, nhưng mà sợ thì chúng tôi không sợ. Bằng chứng là chúng tôi đi sát với lại Hoa Kỳ. Tôi thấy đó là một cái điểm cũng rất là đặc biệt. Nói tóm lại thì mọi người đều hài lòng với lại cái chuyến đi của ông Joseph Biden đến Hà Nội vào ngày mùng 10 và tháng ngày 11 tới đây, thưa với lại chị Kim Nhung. Vâng, xin cảm ơn chú Nguyễn Văn Khanh rất nhiều và hẹn gặp lại chú trong chương trình ngày mai. Thưa quý vị, đến đây thì chương trình Bản tin tối của đài truyền hình SBTN cũng xin được kết thúc. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Kính chúc quý vị có một buổi tối vui vẻ và an lành. Hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau. Xin kính chào quý vị.